Xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với channel Bức Thường Gaming. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục chơi game Wadanohara Reboot. Hiện tại thì chúng ta cần phải quay trở về lâu đài nhỉ. Có một cái sự khủng khiếp gì đó đã xảy ra ở cái lâu đài rồi. Mình không biết là đường dưới này có đúng hay không, nhưng mình đoán là đúng rồi. Đường ở trên là chúng ta đi lên trên biển. Có thể nhìn thấy được lâu đài rồi. Nhưng mà bây giờ thì trông nó vẫn ổn. Mọi người có chuyện gì vậy? Chấm than chấm hỏi. Quay. Thật sự là như cái đống dầu vậy. Cái gì thế này? Bọn chúng nhúc nhúc như cái... những con dầu. Toàn là thỏ không? Hết cách rồi, chúng ta đành phải đi đường vòng thôi. Đi đường vòng à? Có đường vòng à? Là cái con đường mà mình chưa từng... Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Cái con đường mà mình chưa từng đi trước đây đúng không? Ừ, chúng ta đi đưa lên trên nào. Mình đoán là trên. Bây giờ thì... không còn cái cách nào để mình lấy được cái rương sao? Lần trước là mình đã vào thử ở trong cái ngôi nhà đó thì bảo là đang có việc gấp cho nên không thể đi mà. Rồi. Vẫn như ngày nào không có một chút âm thanh nào cả. Rất là khó chịu. Phải có một chút gì đó. Sao mình lại quay trở lại thị trấn rồi? Hay là trong... sâu thẳm bên trong trái tim của mình muốn đi vào trong đây. Vậy thì chỉ còn đường dưới này mà thôi. Mình sẽ đi vào đây. Vẫn có rất là nhiều thỏ. Đâu mình thử giết một con thỏ xem có nhiều điểm kinh nghiệm hay không nhé. Ra thì trước đó mình cũng đã giết mấy con thỏ rồi để kiếm điểm kinh nghiệm cày lên level 30. Còn những con thỏ này có khác gì với những con thỏ bên kia hay không thì mình không biết. Rồi. Nhanh nào. Đây là chiêu của con Memoka và cái chiêu này của nó có rất là nhiều buff. Quả nhiên là cái kỹ năng tức sát của Wadanohara khá là đam. Đây là đam ma pháp và có thể xuyên được phòng ngự của đối phương. Và kinh nghiệm vẫn là 1200. Hiện tại thì mình đã lên được level 30 rồi. Và nếu phải cày lên level 45 nữa thì hơi bị căng nhá. Tại vì càng lên level cao sẽ càng rất là khó cày điểm kinh nghiệm. Ui. Sao đột nhiên lại cho trang bị thế? Mình mới vừa đánh với boss lần trước thôi đấy. Mình được cái gì vậy? Có phải là cái này không? Tuy là giảm một chút nhưng mà lại tăng khá là nhiều điểm khác. Giảm tốc độ một chút thôi. Không có cái gì khác cả. Rồi, mình đã nhặt xong được cái rương đó rồi. Boss nữa sao? Thế thì phải xếp lại trước đó. Đây là cái con bán đồ này. Mình cần phải mua cái này. Lần trước là mình có rất là ít. Mình đã xài bớt mấy cái rồi. Và cái hồi phục HP này nữa. Tạm thời cứ như đây thôi. Đây là cái con. Nó đã phá vỡ hết 6 cái kết giới đúng không? Mình phải đấu với con này à. Chúng than. À đây, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ê, Wadachi. Cậu biết cô ta à?
Không phải như vậy đâu. Xin lỗi nhé. Nếu mà tôi biết rằng cô là người quen của Beru thì tôi đã nhẹ tay thêm một chút rồi. À không, à no. Tôi vẫn chưa biết nhiều về thứ gọi là phù thủy. Vì toàn là những thứ tôi chưa biết thôi nên là... Mày ơi, mấy người tính làm gì hả? Ai biết? Chấm than chấm hỏi. Ai biết là sao? Tôi chỉ là người được thuê mà thôi. Không biết nhiều về chuyện này cho lắm. Không biết gì mà lại làm những chuyện tồi tệ đến như vậy à? Tất nhiên là tôi sẽ làm rồi. Chấm than chấm hỏi. Bởi vì cô ta là ác ma mà, ác với chúng ta, để không thể nào mà nói chuyện một cách thông thường được đâu. Chết tiệt. Phải làm sao đấy? À đà, không phải là như vậy đâu. Tôi chỉ là rất là thích nói chuyện mà thôi. Nhưng mà ở nơi này, tôi bắt buộc phải ngăn chặn các người lại. Chấm than. Cái gì cơ? Đã tính lúc bắt đầu cuộc vui rồi. Con này tên là Lauren. Cái tên mà nước ngoài á, sau khi bọn Nhật nó đưa qua cái tên bằng chữ katagana thì đọc rất là khó. Mình thì mình chúa ghét cái thể loại katagana luôn. Rồi, đây là câu cửa miệng khi mà bắt đầu một trận chiến của ác ma thôi. Mình sẽ ném thẳng cái gì đó vô đầu. Cái heo bẫy sắt. Một phát một thốn thế. Ok, vừa rồi là mình thử nghiệm auto thôi. Bây giờ thì mình sẽ nghiêm túc sử dụng kỹ năng nè. Ok, cái này đi. Cái kill này của gặp men mocha không có thấm, có đam lắm. Cũng gây đam kha khá đấy chứ, nhưng mà nó vẫn bứt một cái kỹ năng tăng cả phòng ngự lẫn đam lên. Và mình đã lỡ bấm vào ô tô khi mà đang nói chuyện, không có đam gì luôn. Mình đoán đây là cái kỹ năng, cái hiệu ứng của kỹ năng của nó thôi. Rồi, bị giảm rất là nhiều thứ. Còn bị gây buồn ngủ nữa sao? Uầy. Tên này chỉ còn một mình Fukami có thể đi được thôi. Cái kill này là một cái kỹ năng mà hút máu. Mình sẽ sử dụng cái này để bơ đi phòng ngự của đối thủ. Dorothy đã sập tiệm rồi. Cái quát Wadanohara là đam nhất, còn Memoka thì không có đam, cho nên là mình sẽ sử dụng kỹ năng của Wadanohara. À không, mà chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi, chứ Wadanohara vẫn còn đang ngủ. Hả? Cái gì thế? Memoka! Memoka có vẻ đã di chuyển được rồi, nhưng như mình nói thì nó không có đam. Hay là do mình sử dụng kỹ năng ngu. Thì chuyện đó chúng ta để sau đi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái này để hồi phục máu. Sau đó tiếp tục sử dụng kỹ năng của Fukami. Chỉ còn cách là sử dụng kỹ năng liên tục và nhây thôi. Còn
Quả đàn ông Hala lại tiếp tục ngủ nữa. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Nhưng như thế cũng tốt. I team. Đây là cái IT mà giúp hồi sinh lại đây. Rồi mình lại tiếp tục chơi kỹ năng này thôi. Memoka vừa bị đập nước rồi. Không sao, mình có thể nhay được. Và Donhara đã hồi phục. Thế thì quá tốt. Rồi, giả phòng ngự nào. I team. Phải nhanh chóng sử dụng item thôi. Hồi phục toàn bộ máu nè. Mình sẽ tạo lên hai cái bao cát đỡ đòn. Sau đó thì mình sử dụng hai người để tấn công. Như thế là chiến thuật tốt nhất mà mình nghĩ ra. Magic. Rồi hồi phục nhanh lên. Hả? Fukami tạch rồi. Có một cái... có kỹ năng nào khác tiện lợi hơn hay không? Như là kỹ năng gây buồn ngủ chẳng hạn. Chúng độc gì đó. Mình đoán rằng là... Wadanoha không dùng những kỹ năng bị ổi như vậy, cho nên là không có. Mình sẽ dùng item để hồi sinh cho Fukami, đồng thời giúp nó hồi máu lại luôn. Rồi đây. Được không nhỉ? Memoka. Dolphy lại tạch. Rồi, không sao. Mình hơi bị phân vân rồi đây. Hồi sinh hay là hồi máu đây? Mình sẽ hồi sinh trước đi nhé. Tại vì rất có thể là Memoka cũng sẽ bị rớt luôn. Như vậy là nguy hiểm lắm. May mà mình đã mua item trước khi bắt đầu trận chiến đấy. May quá, con Doropi đã được hồi sinh lại. Nhưng mà kỳ này là hơi căng một chút, cho nên mình sẽ tập trung sử dụng item để hồi sinh luôn tất cả mọi người lại. Rồi, sử dụng item trước nhé. Né được rồi. Memoka đã đứng lên. Có kỹ năng nào giúp hồi máu cả team hay không nhỉ? Hồi phục 300 máu cho team, tăng công kích và tăng phòng ngự lên. Nên mình sẽ sử dụng cái kỹ năng này. Vậy là mình có thể sử dụng ma thuật làm giảm tốc độ và phòng ngự của đối thủ. Mình sẽ tập trung vào giảm phòng ngự xem sao. Doropi hơi ít máu một chút. Mình đã sử dụng nhầm kỹ năng thì phải. Ồ, cái kỹ năng này khá là down đi. Nó lại tự hồi phục mà lần này tới 800 lận cơ. Rồi. Mình đã trở lại trạng thái ngon lành. Có kỹ năng nào? Vẫn là kỹ năng cuối ngon nhất. Rồi, mình sẽ sử dụng kỹ năng này.
đây sẽ là đòn tấn công hết sức có thể của mình. Ồ, đam khá là ngon. Rồi, thấm rồi đấy. Đam rồi đấy. Và đơn hơi ra bị tấn công, ngủ mất tiêu rồi. Và tất cả mọi người đều bị dính đòn cả. Fukami. Mình sẽ sử dụng ma thuật hồi phục khi nãy. Hy vọng là vẫn còn đủ mana. Cái này giúp tăng một số chỉ số lên. Mẹ Mocha đã ngủ rồi sao? Tấn công được phát nào hay phát nấy thôi. Rồi, hồi phục rồi. Tiếp tục ma thuật. Sử dụng ma thuật ánh trăng xem nào. Ô. À. Đây là sự kết hợp giữa A-Team và sức mạnh của bốn người. Vậy thì tôi sẽ rút đây. Chào tạm biệt, Gokigenjo. Cô ta là cái thái quái gì như vậy? Đứa nào cũng ăn mặc. Đứa nào cũng ăn mặc màu đỏ. Đau mắt quá. Đỏ. Ừ? Để lại một từ đỏ là sao? Đỏ. Đỏ. Ra là vậy à. Mình không nghĩ đây chỉ là một cái sự trùng hợp đâu. Bởi vì đột nhiên chiếu qua cái cảnh của con cá hồi này có mắt màu đỏ. Cái cá mập bạch tạng này. Phải làm sao bây giờ? Bọn chúng không lẽ nào. Có chuyện bây giờ. Nếu mà bọn chúng đến lâu đài thì tôi sẽ chặn bọn chúng lại. Nhưng mà không sao đâu. Trường hợp tệ nhất thì sẽ đến lượt cô. Vậy chỗ này cứ giao cho tôi. Ừ. Trong lúc này, tại sao? Mình có thể quay về hồ máu không? Rồi. Tiếp lại nào, mình không muốn đấu với nó thêm một lần nào nữa đâu. Đi đến lâu đài nào. Đây cũng có bọn thỏ để kiếm được kinh nghiệm nữa. Rồi, lâu đài ở phía đối diện rồi. Hy vọng là không gặp thêm bất kỳ con nào nhé. Ở phía lâu đài có ổn không nhỉ? Tình hình như thế này thì chắc là không tốt rồi. Ước xa, ước xa. Kokora. Tất cả mọi nơi đều tràn ngập những con thỏ. Tao bắt đầu cảm thấy chán ghét điều này rồi.
Đang dùng từ gì thế này? Nixokuninat. Nếu mà sẽ như thế nào nếu tớ trở thành một động vật ăn thịt, ăn ngấu nghiến như con thỏ này chứ? Chỉ đùa thôi. Các người cũng khá đi chứ. Qua đâu nó ra. Rồi. Chuẩn bị phải đấu với con này luôn sao? Không ngờ là các người lại mạnh hơn sự tưởng tượng của tôi đấy. Bé rứ lại xuất hiện rồi, ác ba. Biến đi. Xin lỗi nhé, đây là công việc của tôi. Bé rứ, tạm ơn. Hãy dừng chuyện này lại đi. Và thực sự rất là xin lỗi. Nếu mà tôi biết đây là vùng biển của Wadanohara thì tôi đã sớm không nhận công việc này rồi, thật đấy. Nhưng mà tôi đã lỡ nhận mất rồi thì tôi phải làm cho đến cùng. Thật sự là rất là xin lỗi Wadanohara. Bé rứ. Cái gì chứ? Giả sử dù có là người quen đi chăng nữa thì chuyện này không phải là quá bất thường hay sao? Xin lỗi. Này, nhìn chằm chằm. Thật đấy, rất là xin lỗi. Từ đâu mà chúng nó nhanh thế? Hai cái dấu chấm than, một dấu chấm hỏi. Tôi không thể nào nhẹ tay được đâu. Cho nên là hãy chạy đi. Con ác ma này được một cái là nó không đánh trực tiếp với mình mà nó chỉ thả bọn thỏ ra thôi. Như thế là tốt rồi. Này, đợi đã. Khá là rắc rối rồi đây. Mọi người nhanh lên thôi. À, bọn thỏ chết tiệt. Qua. Uso. Mình phải đi đâu về đâu đây? Tự nhiên mình bị quăng ở một cái xó này. Nếu mà chạm phải mấy con thỏ này sẽ chết rồi. Có vẻ không. Mình đi đường nào? Chắc là chỗ này không đúng rồi. Vậy là mình phải đi xuống dưới. May quá có đường rồi. Lâu đài ở phía đối diện rồi. Nè, chúng nó đang càng lúc càng đông lên đấy. Đô số cư. À, con Dorothy này không thể nói Kanji được. Chúng nó đang tăng trưởng. Cái gì thế này? Bọn thỏ có thể tế bào ra và tăng lên à? Ba dấu chấm than. Tách tế bào và tăng lên. Mấy con này là mấy con đẻ. Mấy con thỏ này giống đẻ thế. Kinh thế. Chúng ta bị bao quay rồi. Đây là dưới biển mà, tại sao không bơi lên? Đồ. Con Memoka này đang dịch lại cái lời của mấy con thỏ. Bọn bay không còn chỗ nào để chạy nữa đâu. Hãy ngoan ngoãn mà chịu chói đi. Không. Được thôi, nếu đã thế này thì nhào vô đây. Chấp hết. Memoka, đừng mà. Bọn chúng láo quá rồi. Tao có mấy con thỏ này cũng mắt đỏ thế. Chúng ta chấp hỏi.
quá nhiều rồi. Mọi người đừng có cùng một phản ứng như vậy chứ. Chỉ có một mình thằng Fukami là phản ứng khác thôi, đúng như mình mong đợi. Why? Điều này không đúng. Điều này thật sự sai. Lần trước là khi mà mình chơi Mogeko Kato là mình đã rất là sợ cái bọn mèo này khi mà chúng nó thay đổi cái nhân cách của chúng nó rồi. Thay đổi mèo cách rồi, bây giờ thì tới bọn thỏ này. Nó thay đổi mão cách. Bọn này có phải là thỏ hay không vậy? Thật. À. Thỏ đáng sợ quá. Động vật ăn cỏ, động vật ăn cỏ, động vật ăn cỏ, động vật ăn cỏ. Cái gì thế này? Bọn nó đổi vai cho nhau à? Phải mất khá khá thời gian mình mới hiểu được cái câu của thằng Memoka này. Wow 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 wow, cái gì ta? Thôi xong rồi. Ra đời, ra đời. Các người ồ quá rồi đấy. À, chị Kuromaki đến giúp à. Mà trong cái tình huống này không ồn cũng ổn. Chị Kuromaki, người màu đen, tớ cũng có mặt ở đây đấy. Một con tôm nữa. Thế thì có sao không Kuromaki? Ra là chị vẫn bình an. Tất nhiên rồi. Hả? À. Tôi cứ tưởng rằng là chị là một phù thủy màu đen, nhưng lần này thì tôi đã thấy chị trông rất là giống một thiên sứ rồi đấy. Thiên sứ? À, không thể nào. Cơ mà ngài Kuromaki, ngài có thể đối phó hết cái bọn này được không? Tất nhiên là được rồi. Sử dụng cái đó. Ê, cái đó. Gọi là Nohara. Vâng. Em còn nhớ những gì mà người đó đã nói không? Nếu khi nào mà cảm thấy khó khăn thì hãy tìm nó. Đừng có nói nhảm nữa. Bị gõ lên đầu rồi. Đau. Đau quá, em hiểu rồi. À. Khi nãy mình có hơi nhầm một chút là khi mà gặp khó khăn thì hãy làm thử cái đó. Và bây giờ thì để chị Kuromaki này làm thử cho xem. Một kỹ năng tức sát gì à? Rồi, nhanh lên làm đi. À, do vậy cho nên là thái độ của Robuco mới khó chịu. Liếm máu à. Đây là chắc là một trong những nghi thức gì đó giữa thuộc hạ và thù thủy. Wow. Tù coi. Sự ghê. Tuyệt thế. Bọn thỏ biến mất rồi. Mà như thế đây. Đầu em choáng hết cả rồi. Cứ tưởng là mình chết. Cứ tưởng là đã chết rồi. Vì cái kỹ năng này sẽ gây gánh nặng cho thuộc hạ, cho nên là đừng sử dụng bừa bãi.
chỉ đùa thôi. Kiểu như là vừa bảo rằng là chỉ có thuộc hạ là bị tổn thất thôi, cho nên là không hề hứng gì với phù thủy cả. Không biết là người này đâu mới là thật, đâu mới là giả. Hết cách. Úi sơ, lại xuất hiện nữa rồi. À rồi đấy. Thế thì cứ giao hết chỗ này cho chị. Qua đâu hay ra hay đi trước đi. Ế à. Đây là một cơ hội tốt để mà giải tỏa mọi căng thẳng. Chúng ta hành sự nào, Robocco. Không, ngược lại em còn cảm thấy sợ chết hơn đấy. Đừng mà. Đi thôi nào. Vâng. Cảm ơn chị. Đi. Usago. Rồi. Tôi đã rất là chán ghét bọn thỏ này rồi. Có một cái đường kho báu dưới, nhanh lên nào. Một viên kẹo tốc độ. Item à. Rồi mình nhặt được một viên kẹo tốc độ có thể cộng 10 tốc độ trong lúc chiến đấu. À không. Chúng ta có thể sử dụng ngay và luôn được không? Ra là như vậy. Hèn gì mình thấy nghi nghi rồi. Mỗi người một viên nhỉ? Rồi. Chỉ đào có 4 người mà cho 4 viên thì mỗi người một viên. Mình sẽ dùng hết tất cả. Viên kẹo tốc độ. Item này khá là hay. Giúp mình tăng chỉ số cơ bản, cái chỉ số mà không thể nào có thể tăng được nếu mà không lên cấp. Rồi đi đường nào đây? Dưới này đúng không? Ô. Được cái gì vậy? Đôi giày à. À, đây là một cái roi. Cái roi có rất là nhiều gai. Cái rương bên trong. Một viên kẹo. Rồi tăng điểm tinh thần. Mình chia đều ra cho 4 người là đúng rồi đúng không? Mình rất có thể là đây là dùng cho nhân vật nào đó thiên về cái khả năng nào đó. Rồi. Mình giải thích tào lao lắm cho nên là thôi. Chúng ta tiếp tục nào. Lại có con cá hồi máu ở đây nữa rồi. Cảm thấy có điều bất lành rồi. Nếu mà có con cá hồi máu đây là chứng tỏ là có cái gì đó đang đợi mình phía trước. Cứ hãy đi, nhanh lên nào. Đi đường vòng cũng không được nữa. Rồi. Thật tuyệt vời khi các người đã đến được đây. Các người giỏi lắm. Peru. Đợi đã. Hoàn toàn không nương tay luôn sao? Tôi cứ tưởng là tôi chết rồi đấy. Chỉ là lỡ tay thôi. Lỡ tay. Đùa à. Không phải là người ta vẫn thường nói những đứa trẻ dễ thương thì thường dễ bị người khác bắt nạt sao? Ai nói câu đó chứ? Không ai nói cả. Đúng vậy. Mọi người. Dạ đề, dạ đề. Mấy người không có khiếu hài hước chút nào cả. Bê rưng.
Tôi không muốn chiến đấu với cậu. Hả? Nhưng mà tôi lại muốn chiến đấu đây. Ế? Tại vì đây là sở thích mà. Một sở thích tồi tệ. Sở thích ác độc. Tồi tệ. Mọi người. À đấy, không lẽ mấy người đang nổi nóng à? Tất nhiên rồi. Sau bao nhiêu phiền phức gây cho Wadachi, dù có là thần đi chăng nữa thì Memoka thì cũng không nương tay. Rất là tuyệt khi mà phát ngôn được câu như vậy. Ha ha ha. Đúng là những con thuộc hạ trung thành và tốt và đâu ra ra. Ê Vân, đừng có như vậy chứ Wadachi. Hắn chính là kẻ thù của chúng ta đấy, là ác ma đấy. Không phải, bình thường thì cậu ấy là một người rất là tốt bụng. Đúng vậy. Ngay từ đầu thì nếu mà không nhận việc, tôi sẽ không phải làm những việc như thế này. Thật đấy, không thể tin được. Thật mà. Nói dối chính là cội nguồn của cái chết đấy. Vân vân, hiểu rồi. Rồi, qua đâu nữa ra. Hãy thử xem là thực lực chiến đấu của cậu đã đến mức nào rồi. Hãy cho tôi xem đi. Tính than. Tôi xin. Vậy thì chiến thôi. Chiến thôi. Vậy thì thử xem nào. Trong một tập mình phải chiến đấu với hai con boss, tinh thần của mình thật sự là không thể nào chịu đựng nổi. Rồi, mình sẽ sử dụng những cái bánh đòn mà trước đó mình đã dùng. Hy vọng là công hiệu với con này. Iruka thì skill này. Rồi kêu xin giáp. Chưa gì hết đã bị giảm phòng ngự rồi. Vừa rồi tại sao nó lại không ra kỹ năng nhỉ? Ôi sao giảm phòng ngự ít thế? Vẫn đang ở trong trạng thái ổn định mà mình sẽ tiếp tục chơi kỹ năng. Đây là kỹ năng giảm phòng ngự và tốc độ luôn. Mình sẽ giảm tốc độ để cho nó đi sâu, mình thấy sẽ tốt hơn. Mình sẽ có thời gian hồi máu hay là gì đó. Có khi nào giảm hết phòng ngự rồi hay không? Ôi là chơi cho hồi máu và tăng phòng ngự rồi. Phòng ngự tiếp thôi. Rupee thì không có skill nào để giảm phòng ngự cả. Ô, hiểu rồi. Khi nãy là mình đã giảm được hết phòng ngự của con này xuống cho nên là mới gây được
đam như vậy. Ôi, mình không hài lòng với lại cái kỹ năng thốn đến tận tim can của con này đâu á. Vẫn ra đam như bình thường thôi. Memoka đã giảm phòng ngự rồi, cho nên là mình sẽ sử dụng kỹ năng cho Memoka. À, sử dụng item chứ. Hồi phục Fukami. Sau đó tiếp tục dùng một cái item hồi full máu. Memoka sắp tạch rồi. Sử dụng kỹ năng hồi phục nè. Tạo tiếng ồn giảm phòng ngự. Banohara đã hoàn máu cho toàn bộ đồng bọn. Fukami vừa bị đánh vẫn còn rất là nhiều máu cho nên không sao. Mình sẽ giữ nguyên những cái kỹ năng này. Ồ, đam ngon đấy chứ. Có phải là nương tay hay không chứ mình thấy dễ hơn con Loren rất là nhiều. Mạnh lắm đấy Wadanohara. Ế, này, kẻ địch mà tại sao lại khen? Nhìn. Vậy thì hẹn gặp lại nhé. Quả nhiên là nương tay rồi. Cứ hết tình này đến tình khác. Ồ, ua, chấm than chấm hỏi. Cái gì? Rất là kỳ lạ. Quả nhiên là có gì đó đã xảy ra ở trong lâu đài rồi. Mọi người với nhau đi tính đó nào. Lại học ký ức à. Chúng ta chấm hỏi. Ờ, Yada. Yada, Yamete, Anaste. Buông tôi ra. Không, đừng mà, dừng lại đi, cứu tôi với. Tôi đã tin. Đây là ai nhỉ? Thật đáng ghét. Wadachi. Chấm than chấm họ. Chấm than. Cậu thực sự ổn chứ? Tớ không sao cả. Cậu nói dối đúng không? Sắc mặt cậu kéo lắm đây. Không sao. Thật đấy. Không có gì đâu. Gì vậy chứ? Có chuyện gì đã xảy ra với mình? Mình có cảm giác như mình đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng. Thật ra đó là gì mới được? Không, đây không phải là lúc để suy nghĩ cái này. Phải nhanh thôi. Con cá bạch tạng đâu rồi? Chỉ như vậy thôi sao? Tại sao chứ? Tại sao có thể đến được nơi này? Phải như thế nào đây? Tại sao chúng nó lại có thể đụng chạm đến chị Tatsumiya được? Thật đáng tiếc. Chỉ đến đây mà thôi. Bốn dấu chấm than. Oi! Mình thật sự nổi nóng rồi đấy. Hy vọng là game sẽ cho mình giết con đó. Rồi, để không để cái clip trở nên quá dài, mình sẽ dừng clip này tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Nếu các bạn thấy clip này hay, hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ giúp mình. Còn các bạn nào muốn xem clip mới của mình sớm nhất, nhớ bấm chuông, YouTube sẽ gửi thông báo cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong một clip khác. Bye bye.